Tô Hưng Anh Thái Bình xin kính chào toàn thể các anh, các chị và các bạn thân mến. Cảm ơn mọi người đang theo dõi Salon Ô Tô Hưng Anh trên kênh fanpage của nhà mình. Và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho Hưng Anh bằng cách là ấn nút like, ấn nút chia sẻ bài viết, hoặc các bạn hãy chia sẻ thông tin quảng cáo giới thiệu giúp nhà mình các bạn nhé. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cách cầu Nghìn 5 cây và cách thành phố Thái Bình 22 cây. Và nhà mình gồm hai mặt đường đối diện với nhau, chuyên kinh doanh các loại xe ô tô đã qua sử dụng với giá tiền trên 100 triệu và với tiêu chí là xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên bản. Nhà mình sẽ hỗ trợ trả góp ngân hàng cho các đời xe từ 2013 trở lên với trị giá là 50% trở lên và có dịch vụ ship xe toàn quốc. Mỗi ngày thì mình sẽ dành khoảng 15 phút buổi tối để giới thiệu sơ qua cũng như là kể tên báo giá với các bạn. Và nếu các bạn có nhu cầu thì xin mời các bạn hãy đến xem xe trực tiếp hoặc có thể kết nối điện thoại Zalo và mình xem thêm hình ảnh vào ban ngày. Và nếu ở xa thì các bạn có thể mua bằng hình thức online các bạn nhé. Nhà mình sẽ ship xe đến tận nơi. Xe của nhà mình thì tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, cam kết với các bạn là không bị lỗi. Tuy nhiên giá xe của nhà mình luôn luôn ở mức giá cao và nếu so sánh với các salon khác thì giá xe của nhà mình luôn luôn ở mức giá cao. Và nếu các bạn chấp nhận chi thêm từ 1 đến vài chục triệu để có được những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì các bạn hãy liên lạc đến Salon Ô Tô Hưng Anh. Và nhà mình cũng kinh doanh theo mô hình gia đình chứ không phải chợ hay siêu thị. Thế nên là không có đội ngũ nhân viên để trực trả lời tin nhắn của các bạn. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp các bạn nhé. Và bây giờ thì mình xin giới thiệu với các bạn những chiếc xe đang có mặt tại Salon Ô Tô Hưng Anh. Hiện tại thì có rất là khá nhiều các mẫu xe. Có những dòng xe như là Lacetti, i10, Vios, Camry, Innova, Fortuner, Honda Civic, Honda CRV, Morning cũng có các bạn nhé. Bạn Trịnh Quang ơi, Kia Sedona nhà mình không có nhé. Xin chào Trần Công Trường, chào Lê Văn Đồng, chào Phạm Sô. Đầu tiên là chiếc Lacetti nhập khẩu 2009, số tự động trước mặt các bạn đây. Màu bạc và đang mang biển Hà Nội, giá chào bán là 225 triệu. Một chiếc xe số tự động các bạn nhé, đã có cửa mở thông minh này, cửa sổ trời này, đề tự động này, rất là nhiều chức năng, khung sườn gầm chắc, được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đời hơi sâu một chút nhưng mà vẫn còn rất là chất lượng các bạn nhé. Và giá chào bán chỉ có 225 triệu thôi. Xin chào Mai Việt Cường, Trần Công Trường, Yên Sáng. Xin chào và xin cảm ơn các bạn đang theo dõi video trực tiếp của Salon Ô Tô Hưng Anh, cũng như là 13.000 khách hàng đang theo dõi kênh fanpage của nhà mình trên Facebook. Đây là chiếc Lacetti đời 2009 nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động các bạn nhé. Màu bạc và đang mang biển Hà Nội, 225 triệu. Bạn ơi, nhà mình cũng có những chiếc xe ít tiền. Đây là chiếc Lacetti 2009 và mình còn một chiếc Lacetti 2004 có 120 triệu thôi bạn nhé. Nhà mình cũng đổi được những chiếc xe in ít tiền ra cũng có đấy. Xin chào em Nguyễn Hưng và cảm ơn em. Xin chào Màu Cảnh. Xin chào bạn Phạm Nguyễn Minh Trọng. Tiếp theo chiếc xe này là Mazda BT50 các bạn nhé. BT50 máy dầu một cầu số tự động đời 2018 nhập khẩu Thái Lan. Nhưng mà đăng ký lần đầu là tháng 7 năm 2019. Màu trắng và hiện đang mang biển Thái Bình. Chiếc xe này còn nguyên dàn lốp theo xe, lốp sơ cua chưa hạ, một chủ sử dụng từ đầu và sơn zin cả xe luôn các bạn nhé. Giá chào bán là 568 triệu. Xin chào Phạm Hợp, xin chào Phạm Duy, xin chào bạn Đức Thiện. Đây là một chiếc xe bán tải nhập khẩu Thái Lan BT50 màu trắng biển Thái Bình 2018 nhưng đăng ký tháng 7 năm 2019 các bạn nhé. Nguyễn Sơn Innova nhà mình đang còn hai chiếc, một chiếc 14 và một chiếc 16, đều số sàn bạn nhé. Tiếp theo chiếc xe này là chiếc xe i10
i10 số tự động màu trắng. i10 hai đầu các bạn nhé, số tự động màu trắng, sản xuất năm 2019 và mới chạy có 1,9 vạn thôi. Minh Hiếu muốn xem Lacetti 2004, ok Minh Hiếu nhé. Chiếc xe i10 này nhà mình đang chào 395 triệu, mới chạy có 1,9 vạn thôi các bạn nhé. BT50 nhà mình đang chào giá là 568 triệu bạn nhé. BT50 màu trắng bên cạnh đây nhé. Ôi, cảm ơn em Nguyễn Hưng rất nhiều. Cảm ơn nhiều lắm. Đang rửa bát. Cảm ơn Hùng 9. Chào bạn Trần Đình Thật. Phạm Diệm Văn xin chào tất cả các bạn. Fortuner hôm nay thì nhà mình đang còn một chiếc 2009 số tự động màu vàng cát này, 3 chiếc 2010 màu đen này, một chiếc 2013 màu bạc, một chiếc 2019 màu cà phê các bạn nhé. Còn đây là chiếc xe Atis 2016 1.8 số tự động màu đen biển Hải Phòng. Hai chiếc Atis đứng gần nhau các bạn nhé. Chiếc này thì biển Hải Phòng này, giá chào bán là 590 triệu. Atis 1.8 số tự động biển Hải Phòng. Giá chào bán cho chiếc xe này là 590 triệu. Và một chiếc cũng giống như vậy nữa, 2017 các bạn nhé, Atis 2017 màu đen, số tự động biển Thái Bình, nhưng mà đời 2016 thôi. Và chiếc xe này thì mình vẫn chia sẻ là chiếc xe của cô bạn thân đang công tác tại kho bạc tỉnh Thái Bình nhà mình, nhờ mình bán hộ các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn mua chiếc xe này với chủ xe thì mình sẽ cho số điện thoại của chủ xe, mới chạy chuẩn 4,3 vạn, một chủ sử dụng từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe này thì cam kết là một chủ sử dụng từ đầu, bởi vì xe của bạn thân nhà mình mua đập hột từ năm 2017, nhưng mà đời xe là 2016 và giá chào bán là 600 triệu. Đây, xe ít tiền nhà mình hôm nay cũng có một chiếc Honda Civic mới về nhé. Honda Civic đời 2008 số tự động biển Hà Nội 2.0. Chiếc xe này màu xám, rất là đẹp, rất là mới, mặc dù đời 2008 các bạn nhé. Giá chào bán cho Honda Civic này là 328 triệu. Còn đây là chiếc Fortuner 2010 màu đen máy dầu các bạn nhé. Máy dầu màu đen nhà mình đang có 3 chiếc, giá loanh quanh là 505. Các bạn hãy đến xem nếu mà có nhu cầu, bởi vì hôm nay có tận 3 chiếc các bạn tha hồ lựa chọn nhé. Và tất cả những chiếc xe của nhà mình thì đều cam kết với các bạn là xe không bị lỗi, không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, không kinh doanh taxi các bạn nhé. Và đây là chiếc 2019. Xin chào Duy Lợi. Em chào chị Tạ Hương nhé. Hôm nay thì phải nhớ chào chị Tạ Hương. Xin chào anh Hoàng. Fortuner 2019 máy dầu số tự động màu cà phê, giá chào bán là 985 triệu. Hôm nay nhà mình chỉ còn một chiếc đời cao này thôi các bạn nhé, 2019. Còn đây là Ford Everest, cũng là một chiếc xe máy dầu số sàn biển Hà Nội màu phấn hồng, sản xuất 2013, giá chào bán là 470 triệu. Tiếp theo bên cạnh này là Toyota Rush, một chiếc xe lướt của hãng Toyota 1.5 số tự động nhập khẩu Indonesia. Và giá chào bán là 625 triệu. Bạn Thu Quách ơi, một lát nữa mình sẽ gửi số điện thoại của chủ xe là bạn Nguyễn Thị Song ở kho bạc Thái Bình cho bạn nhé.
Một lát nữa khi nào mình phát xong thì mình sẽ gửi số điện thoại cho bạn. 625 triệu nhá. 625 triệu Toyota Rush nhập khẩu Indo, 7 chỗ ngồi màu bạc, và chiếc xe này đang mang biển Bắc Giang. Còn nếu các bạn có nhu cầu Y20 không có bạn Nguyễn Tiến ơi. Nếu các bạn có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng, các bạn hãy liên lạc đến hai số điện thoại của nhà mình là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Đây là hai số điện thoại của ông chồng nhà mình các bạn nhé. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp để được tư vấn về xe, thương lượng về giá cả cũng như là trao đổi thêm về các thủ tục pháp lý có liên quan. Nhà mình thì kinh doanh theo mô hình gia đình, tất cả là vợ chồng con cái trong gia đình nhà mình làm xe, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, nhà mình sẽ cam kết với các bạn từ chất lượng đến thủ tục pháp lý, và nhà mình sẽ hỗ trợ cho các bạn đến khi các bạn ra biển xong, sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình với các bạn luôn. Xin chào Hương Hà, xin chào Đỗ Thái, Phạm Kiên Bình và xin chào tất cả các bạn. Chào Xuân Trường. Ngày hôm nay thì mình mới quay video mấy chiếc xe và đăng lên trên kênh fanpage nhà mình cũng như là kênh YouTube nhà mình. Đó là chiếc BT50 này, chiếc Honda CR-V 2015 này, chiếc xe Kia Carnet 2015 này và chiếc xe Lacetti 2009, là ngày hôm nay mình đã quay video chi tiết. Các bạn nào có thể vào fanpage nhà mình để xem video chi tiết nhé. Cảm ơn Phạm Kiên Bình. Tiếp theo chiếc này là Honda CR-V đời 2015 này. 2015 bản full các bạn nhé. Có cửa sổ nóc màu titan, biển Hải Phòng và giá chào bán là 700 triệu. Xin chào Đông Ngô, xin chào Tùng Hít. Cảm ơn Xuân Trường. Honda CR-V 2015 màu titan bản full, biển Hải Phòng các bạn nhé. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, rất là xịn sò. Còn đây là chiếc xe Fortuner đặc biệt đời 2008, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2009, nhưng mà số tự động máy dầu các bạn nhé. Chào em gái Trần Trúc nhá, cảm ơn em. Xin chào Tùng Hoàng. Hoàng Tùng thì không biết là Hoàng Tùng nào, nhưng mà chia sẻ với các bạn là nhà mình có mấy khách hàng tên là Hoàng Tùng. Trong đó có hai khách ở Lạng Sơn là Hoàng Tùng và một khách ở đâu nữa nhỉ? Tức là có tận 3 khách hàng tên là Hoàng Tùng liền các bạn nhé. Chiếc xe Fortuner, đang nói tiếp là Fortuner 2009 và sản xuất 2008. Máy dầu một cầu, số tự động, nhập khẩu từ Thái Lan. Và chiếc xe này đã được rút hồ sơ về tên nhà mình. Cảm ơn em Xuân Trường rất nhiều. Xin chào Nguyễn Cương hay Nguyễn Cường. Giá chào bán là 560 triệu các bạn nhé. 560 triệu cho Fortuner 2009. Bạn Nguyễn Văn Trung ơi, nhà mình hôm nay chỉ còn một chiếc Vios 2019 số tự động màu trắng bản G thôi bạn nhé. Hôm nay chỉ còn có một chiếc thôi. Tiếp theo đây là Kia Carnet nhé. Kia Carnet số sàn đời 2015. Và chiếc xe này cũng thật là đặc biệt bởi vì mới chạy có 5 vạn cây chuẩn thôi, còn rất là đẹp. Màu vàng cát và đang mang biển Hà Nội. Chiếc xe này rất đặc biệt vì còn rất là mới, mặc dù đời 2015 các bạn nhé. Kia Carnet màu vàng cát, biển Hà Nội, chạy chuẩn 5 vạn cây. Cũng còn nguyên cả dàn lốp theo xe. Lốp sơ cua cũng chưa hạ các bạn nhé. Giá chào bán là 330 triệu. Xin chào Nguyễn Phố, Thái Bình. Và trong đây thì mình còn một chiếc Fortuner 2013. Hôm nay chỉ còn một chiếc 2013 màu bạc này thôi các bạn nhé. Máy dầu một cầu, số sàn. Và giá chào bán là 600 triệu. Hôm trước thì nhà mình có rất là nhiều Fortuner, nhưng mà hôm nay chỉ còn một chiếc 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Hôm nay tạm hết.
chưa mua lại được các bạn nhé. Tiếp theo, chiếc xe màu đen trước mặt các bạn đây là chiếc xe Camry 2009 2.4G các bạn nhé. Cũng là một chiếc xe số tự động. Màu đen biển Hà Nội 4 số, sản xuất 2009, còn rất là đẹp, giá chào bán là 488 triệu. Phạm Hùng chờ một lát nhé, nhà mình đang có hai chiếc xe bán tải, mình vừa quay chiếc BT50. Một lát nữa bạn xem tiếp chiếc Colorado 2018 nữa nhé. Bạn chờ mình một chút. Còn đây là Camry 2.5Q 2018, cũng màu đen và cũng biển Hà Nội 5 số. Giá chào bán là 930 triệu. Nói về Camry thì các bạn không cần phải bàn về chất lượng. Chiếc xe này sản xuất tận 2018 cơ nên là rất là yên tâm. Tuy nhiên thì với các bạn trẻ thì không ưa Camry cho lắm, mà các bạn trẻ thì lại hay thích những chiếc xe đời mới thể thao. Camry 2.5Q các bạn nhé, màu đen, biển Hà Nội và giá chào bán là 930. Xin chào Nguyễn Hải, chào Chu Văn Chiến. Cảm ơn Chiến, Chu Văn. Xin chào Dương Việt Hùng. BT50 nhà mình đang có 2018 nhập khẩu Thái Lan, màu trắng biển Thái Bình, sơn zin cả xe. Một chủ sử dụng từ đầu các bạn nhé. Đây BT50 đây nhé. Lê Văn Kỳ chờ một chút nhé, sắp đến Innova rồi. BT50 này hôm nay nhà mình đã quay video chi tiết rồi. Các bạn hãy vào trang fanpage nhà mình, ngay ngày hôm nay là có bài đăng chi tiết về chiếc BT50 này nhé. Giá chào bán cho chiếc xe này là 568 triệu. Nếu mà bạn nào thiện chí thì các bạn hãy kết nối điện thoại Zalo để mình xem thêm hình ảnh vào ban ngày. Ngoài BT50 này ra thì nhà mình đang còn Colorado máy dầu cũng 2018 và cũng là chiếc xe nhập khẩu máy dầu số tự động. Và chiếc xe đó thì đã được rút hồ sơ về tên nhà mình, nhưng mà hồ sơ còn chưa ra tới nơi, nên là nếu mà bạn nào có nhu cầu thì có thể chờ hồ sơ thêm vài hôm. Xin chào bạn Phạm Thơi, xin chào Trai Núi, chào Phạm Hùng. Một chiếc xe Atis nữa các bạn nhé. Chiếc này thì đời sâu hơn một chút, 2010 thôi, cũng màu đen 1.8, số tự động và đang mang biển Thái Bình. Và chiếc xe này thì nhà mình đang chào 395 triệu. CRV nhà mình hai chiếc đều biển 15 nhé bạn nào Hoàng Tùng ơi. 700 triệu cho chiếc 2015 màu Titan, còn 410 triệu cho chiếc 2009 màu đen, cũng đều biển Hải Phòng bạn nhé. Nhà mình đang có hai chiếc CRV, một chiếc 2009 và một chiếc 2015. 2015 này là đúng 700 triệu. Xin chào Mạnh Phong Quân. Tiếp theo đây là một chiếc Fortuner máy dầu nữa này. Fortuner máy dầu màu đen 2010 nhé. Hiện tại thì nhà mình đang có 3 chiếc 2010 các bạn ơi. 3 chiếc máy dầu màu đen 2010. Giá từ 505, 501. Còn đây là Vios 2019 bản G số tự động các bạn nhé. Hôm nay chỉ còn một chiếc xe này thôi. Vios số tự động bản G đời 2019 màu trắng và biển Thanh Hóa. Giá chào bán là 500 triệu. Tiếp theo là Innova. Còn một đôi Innova, một chiếc 2014 biển Hà Nội màu bạc và một chiếc 2016 biển Thái Bình màu vàng cát. Hôm nay nhà mình còn một đôi Innova các bạn nhé. Đều là những chiếc xe không kinh doanh taxi. 425 triệu cho chiếc 16 và 405 triệu cho chiếc 2014. Trong nhà này thì mình đang có một chiếc Kia Rio 2015. Kia Rio màu bạc biển Thái Bình 2015 300 triệu và chiếc xe Accent số tự động 2018 màu đỏ
đã được rút hồ sơ về tên nhà mình. Giá chào bán là 488 triệu cho chiếc ASEAN này các bạn nhé. ASEAN số tự động 2018. Bản cao cấp các bạn nhé. Chiếc xe ASEAN bản cao cấp 2018 số tự động thì đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi, nên bây giờ các bạn sang tên sẽ rất là nhanh. 488 triệu. Còn Kia Rio 2015 thì giá chào bán là 300 triệu. Phương châm kinh doanh của nhà mình là nói không với xe lỗi các bạn nhé. Các bạn hãy yên tâm khi chọn mua những chiếc xe của ô tô Hương Oanh. Xin chào em Đỗ Quyền. Xin chào Nguyễn Duy Thắng. Xin chào bạn Mimi. Xin chào Hồ Thành và chào tất cả các bạn. Nhà mình thì gồm hai mặt đường đối diện với nhau, nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình các bạn nhé. Các bạn có thể vào bản đồ đánh tìm kiếm ô tô Hương Oanh thì sẽ được chỉ dẫn đến tận nơi. Còn nếu các bạn ở xa thì các bạn có thể mua bằng hình thức online. Các bạn chỉ cần đặt cọc cho mình một vài chục triệu, mình sẽ rút hồ sơ và tìm cách mang xe đến tận nơi cho các bạn. Tiếp theo, chiếc xe này là chiếc xe ASEAN số sàn đời 2019 màu bạc và biển Thái Bình các bạn nhé. Chào bạn Hồ Thành, chào bạn Nguyên Xuân Thược, chào bạn 23. 395 triệu cho ASEAN số sàn đời 2019. Còn đây là chiếc Lacetti 2004 đây nhá. Mặc dù 2004 nhưng mà chiếc xe này không bị mất một phân keo chỉ nào. Máy móc thì còn rất là xịn sò, chạy rất là ngon. 120 triệu thôi. Lacetti màu bạc số sàn đời 2004 biển Hà Nội. Một em bé nhỏ xinh xinh màu trắng này là Kia Morning đời 2019 số sàn các bạn nhé. Và chiếc xe này được độ bộ vành rất là đẹp. 275 triệu cho Kia Morning 2019. Xin chào bạn Lưu Hồ, xin chào Đặng Ba. Tiếp tục một chiếc xe bán tải nữa là Colorado. Colorado máy dầu một cầu số tự động 2018 nhập khẩu Thái Lan, mới chạy có 2,3 vạn thôi nhá. Và chiếc xe này thì đã được rút hồ sơ về tên nhà mình, tuy nhiên là hồ sơ chưa ra đến nơi. 540 triệu, nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể chờ hồ sơ. Còn đây là chiếc xe Camry, thì Camry nhà mình đang có một đôi Camry 2002, trong đó một chiếc số tự động 3.0 nhập khẩu Mỹ màu xám trước mặt các bạn đây nhé. Chiếc này là bản XLE này, đã có cửa sổ nóc này, đang mang biển Hải Dương và giá chào bán là 270 triệu. Xin chào bạn Đỗ Thoại, chào bạn Lộc Quang Bảo. Một chiếc xe Camry nữa cũng 2002. Chiếc xe này màu đen và đang mang biển Thái Bình 2.4G các bạn nhé. Chiếc này số sàn 2.4G màu đen và đang mang biển Thái Bình thì giá chào bán là 265 triệu. Chiếc xe này lâu lâu rồi không được rửa đấy các bạn ơi, nên là rất là bụi rồi. Camry 2.4G. Một chiếc xe sang nữa, Mercedes-Benz đời 2009 C200 các bạn nhé, màu xám biển Hà Nội 375 triệu. Xin chào Lê Tuấn, chào Trần Tuấn, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Bá Quyết. Cảm ơn các bạn đang theo dõi video của ô tô Hương Oanh Thái Bình. Và một chiếc xe Honda CR-V nữa đời 2009 thôi, màu đen biển Hải Phòng, giá chào bán là 410 triệu. Cũng là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, số tự động các bạn nhé, biển Hải Phòng và giá chào bán là 410 triệu. Xin chào Đặng Ba, chào Nguyễn Hội, Cong Te. ASEAN 2018 số tự động thì
Bạn là Đặng Ba ơi, bạn vào trang của nhà mình, cái kênh Hưng Oanh Thái Bình bạn đang xem này nhá. Thì hôm nay là có video chi tiết của chiếc xe Accent rồi đấy. Hoặc là nếu như mà không thì một lát nữa mình sẽ gửi cho bạn chiếc video của chiếc xe Accent nhá. Bởi vì bây giờ nó đang đứng ở cuối cái nhà bên kia thì nó đang không đủ ánh sáng mà cho bạn xem chi tiết được đâu, thì một lát nữa mình sẽ gửi video chi tiết cho bạn xem. Bán tải Colorado đắt thế. Bởi vì nó mới chạy qua 2 vạn 3 thôi ạ. Chiếc xe đây mới chạy qua 2 vạn 3 thôi. Còn rất là đẹp. Xin chào Mạnh Tươi. Chào Lộc Văn Trấn, anh Trần, xin chào tất cả các bạn. Chiếc xe này mới chạy qua 2 vạn 3 thôi nhá. Nhập khẩu Thái Lan 2018. Và nhân tiện đây thì cũng chia sẻ với mọi người là trong tất cả các video phát trực tiếp thì mình cũng luôn khẳng định là xe ô tô của ô tô Hưng Oanh luôn luôn ở mức giá cao so với các đơn vị khác. Nhà mình luôn khẳng định là xe của nhà mình ở mức giá cao các bạn nhé. Bởi vì mỗi chiếc xe cũ thì nó có thể chênh nhau đến vài chục triệu. Tùy vào cái điều kiện sử dụng của mỗi một khách hàng, như là mua xe về để kinh doanh hay mua về đi chơi, hay cũng những người mua xe về chỉ để ngắm cho nó đẹp thôi. Và hơn nữa là cũng còn phụ thuộc vào địa hình, thời tiết, nhiều yếu tố lắm các bạn nhé. Nên là mỗi chiếc xe cũ nó chênh nhau vài chục triệu. Rồi cái người lái, tức là bác tài sử dụng xe có tốt hay không. Nên là xe nhà mình thì luôn luôn ở mức giá cao. Ông chồng nhà mình cũng rất là kỹ tính nên là chuyển dọn xe rất là kỹ lưỡng. Thì các bạn thông cảm là xe của nhà mình luôn luôn ở mức giá cao. Xin chào Trần Thành, chào Bùi Nhung, Đặng Muộn, Minh Thanh. Huy Trần ơi, CRV đây nhá. Nhà mình đang còn một chiếc 2015 bản full màu titan biển Hải Phòng đây bạn nhé. Xin chào Quốc An. Honda CRV nhà mình đang có hai chiếc, một chiếc màu đen thì đời 2009 và một chiếc màu titan thì 2015 bản full bạn nhé. Ngoài ra thì nhà mình cũng có đầy đủ các dòng xe khác. Các bạn hãy kết nối điện thoại Zalo và hãy theo dõi ô tô Hưng Oanh trên fanpage, cũng như là hãy đăng ký kênh ô tô Hưng Oanh Thái Bình trên YouTube để theo dõi những chiếc xe của nhà mình các bạn nhé. Nếu các bạn chấp nhận chi thêm từ 1 đến vài chục triệu để có được những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì các bạn hãy liên lạc đến salon ô tô Hưng Oanh. Bởi vì mình luôn luôn khẳng định là xe nhà mình ở mức giá cao rồi, chứ nhà mình không có bao giờ nói là xe nhà mình giá rẻ hay là giá yêu thương, thì mong các bạn thông cảm nhé. Nếu các bạn theo dõi thường xuyên thì các bạn thấy xe nhà mình đắt nhưng mà chất. Hồ Đào ấy, không có Kona bạn ơi. Kia hôm nay nhà mình chỉ có Karen thôi. Kona không có con nào. Sorento cũng không. Hyundai hôm nay Santa Fe cũng không có. Xin chào Càn Long, xin chào Phạm Văn Dũng. Đến đây thì mình xin kết thúc video trực tiếp báo giá hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho nhà mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào bạn Trần Thành nhé. Chào Tuấn Cường.